Trung tướng Dương Văn Đức xin vi tướng Tử Vi Thần. Lời giải thích của người viết: tôi viết lên đây những gì đã được huynh trưởng Lê Phước Khánh, khóa 13 Thủ Đức, đã kể lại những sự việc tai nghe mắt thấy ở trại tù cải tạo Hoàng Liên Sơn, nhất là về Trung tướng Dương Văn Đức. Đã viết thì tôi bắt buộc phải viết lại y hệt những gì tôi đã nghe, nếu không tôi sẽ có lỗi với huynh trưởng Khánh. Nếu không ghi lại trung thật lời nói và viết của Trung tướng Dương Văn Đức, tôi sẽ có lỗi với ông tướng, vì ông ta đã dám viết và dám kể lại, mà tôi lại không dám viết đúng những gì ông đã viết và đã nói. Hơn nữa, câu chuyện này chỉ có giá trị ở những chữ mà ông đã ghi trong sổ tay mà thôi. Nếu không ghi đúng, câu chuyện sẽ mất hết cả lý thú đi, sẽ không còn là câu chuyện của tướng Đức nữa. Xin quý độc giả thông cảm, đừng cho rằng tôi viết bậy. Những huynh trưởng nào cũng ở cùng trại Hoàng Liên Sơn, cũng cùng chỗ với Trung tướng Đức, cũng đã được nghe chính ông kể lại lời phê bình của ông về chiến thắng Điện Biên Phủ này, nhưng lại được biết thêm nhiều chi tiết hơn. Xin liên lạc với ông Khánh, với chúng tôi để chúng ta có một câu chuyện trọn vẹn hơn. Một bữa kia vào khoảng tháng 4 năm 2005, khi đang ngồi viết về đề tài các cụ quân nhân miền Nam Việt Nam, làm cách nào để được hội cựu chiến binh Úc chấp nhận là đã phục vụ tổ quốc mình và được cho hưởng tiền trợ cấp cựu chiến binh Úc, một phe ta, huynh trưởng Lê Phước Khánh đại diện cho hội cao niên tị nạn Đông Dương, đã đến gặp tôi, đưa tấm ngân phiếu tặng đài tưởng niệm chiến sĩ Úc Việt Victoria 1.000 đô. Vào bữa tiệc gây quỹ lần thứ ba xây đài tưởng niệm, anh Khánh đã đấu giá được bản sao bức hình bản đồ Việt Nam. Bản chánh đã được in vào năm 1967, có đầy đủ cả ải Nam Quan lẫn mũi Cà Mau, các quần đảo Hoàng Sa, Tây Sa. Anh Khánh trao tiền nhưng lại có ý muốn tặng lại đài tưởng niệm bức bản đồ để bán đấu giá tiếp. Nhân dịp này tôi và anh đã cùng ngồi nói dăm ba câu chuyện về thời ba lô nón sắt của mình và về cuộc tù cải tạo của anh, khi biết tôi cũng là một trong những biệt động quân vì dân chiến đấu. Tức là cũng đã một thời mũ nâu màu áo hoa rừng, anh đi biệt động lẫy lừng bốn phương. Nên đã kể cho tôi nghe câu chuyện chết đi sống lại của một biệt động quân và câu chuyện của Trung tướng Dương Văn Đức ở trại tù cải tạo Hoàng Liên Sơn như sau. Huynh đệ chi binh, trại tù số 3 Hoàng Liên Sơn ở vùng Vĩnh Phú, Hà Nam Ninh gần biên giới Trung Cộng và Bắc Việt đã giam giữ một số lớn những quân nhân cấp tướng và tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và những vị bộ trưởng trong chính quyền cũ. Điều đặc biệt là những quân nhân đủ mọi cấp bậc thuộc phòng 7 Bộ Tổng Tham mưu cũng được giam giữ ở đây. Có lẽ Việt Cộng cho là cơ quan này rất quan trọng. Trong trại ngoài những vị tướng tá bộ trưởng còn có thiếu tá Hòa, biệt động quân, thiếu tá Nghiêm của Nhảy Dù và có Trung tướng Dương Văn Đức. Vào khoảng tháng 8 của năm 1979, mối giao hảo giữa Trung Cộng và Việt Cộng đã trở thành gây cấn. Hai bên anh em nhà nó đã sửa soạn đánh nhau tùm lum lên, nhưng trong trại tù thì không ai biết cả. Chỉ có một lần khi đi ngang qua trạm kiểm soát, mọi người nhìn thấy bọn Việt Cộng có treo một tấm bích chương nội dung ghi Trung Cộng là kẻ thù còn nguy hiểm hơn đế quốc Mỹ. Về trại, anh em lén họp bàn với nhau rất là sôi nổi. Mọi người đã đoan quyết rằng Trung Cộng và Việt Cộng đã trở thành kẻ thù với nhau, sẽ và có thể đánh nhau lỗ đầu sức tráng rồi. Cuối cùng anh Hòa và Nghiêm đã đi đến kết luận, nếu chúng đã trở thành kẻ thù với nhau rồi, ta cứ việc trốn trại, đi thẳng tới biên giới Trung Cộng, chắc chắn đám này sẽ tiếp đón mình với tư cách dân tị nạn, như vậy là có đường mưu sinh thoát hiểm. Anh em khuyên hai anh hãy thận trọng, suy nghĩ kỹ rồi hãy làm, vì chung quanh đây, dân chúng đã bị tuyên truyền, bị nhồi sọ, chắc chắn sẽ không che chở cho chúng ta. Khoảng một tuần sau thì hai anh trốn trại. Đám quản giáo tá Hỏa tìm đủ mọi cách để truy tìm hai kẻ đào thoát và giấu giếm câu chuyện vượt tù này không cho lan truyền trong trại và qua những trại khác. Đã hơn một tháng rồi không nghe động tĩnh gì cả. Anh em đã hy vọng là hai anh Hòa và Nghiêm đã vượt thoát thành công qua Trung Cộng, có nhiều dấu hiệu cho thấy sẽ có những đám khác sửa soạn vượt trại tiếp.
Đùng một cái vào một ngày không đẹp trời tí nào cả, hai anh Hòa và Nghiêm bị bắt dẫn về trại. Anh Hòa còn có vẻ đứng vững, nhưng anh Nghiêm thì xỉu lên xỉu xuống, ra vẻ bệnh rất nặng. Bọn Việt Cộng rất tàn ác và nguy hiểm. Chúng kết tội hai anh trốn trại rồi sau đó xúi dục dân chúng dùng cây giang, giống như cây tre nhưng đặt ruột, đánh anh Hòa tới tấp. Anh Hòa to con lớn tướng nhưng đã suốt hơn tháng trời đói khát, thì làm sao chịu cho thấu. Anh xỉu ngay trong lần đánh hội chợ đầu tiên của đám dân tay sai, bọn Việt Cộng làm bộ xoa dịu lòng dân can ra. Thôi, tên gian ác đã bị trừng phạt rồi, đồng bào hãy khoan hồng cho nó. Nhưng chúng để anh tỉnh lại được một lúc thì lại xúi dân nhảy vào đánh tiếp. Cứ như thế anh Hòa chịu được ba lần đánh đập dã man thì chết dập người ra. Bọn chúng không đụng tới anh Nghiêm vì tin rằng anh bệnh đường ruột, cứ vứt đó chỉ vài ngày sau là cũng chết, chẳng cần đánh đập làm chi. Anh em lén đem đầu ăn tiếp tế cho anh Nghiêm, hỏi rõ lý do tại sao mà bị bắt trở lại, anh Nghiêm thều thào cho biết. Đã đi đúng đường biết chắc chỉ còn cách biên giới khoảng 5-7 cây số nữa mà thôi, nhưng tôi bệnh quá đi không nổi nữa. Đành bảo anh Hòa bỏ tôi đó mà đi thoát một mình, anh Hòa không chịu, nói rằng anh em đồng sinh đồng tử đã cùng nhau đi tìm tự do, tôi đâu có thể bỏ anh chết ở đây để thoát thân một mình. Anh đã dìu tôi đi thêm một ngày nữa, nhưng tôi không chịu nổi. Anh đành mò ra nhà dân để tìm cách chữa chạy cho tôi, vì thế mới bị bắt. Tình huynh đệ chi binh của người lính Việt Nam Cộng Hòa nó là thế đấy bạn ạ. À, vui cùng hưởng hòa cùng chung, chết thì chết chứ không bao giờ bỏ rơi anh em. Nói thế chứ nhiều tên qua đây được đã có cuộc sống ấm no nhưng quá ích kỷ, quên cả tình nghĩa đồng đội chi binh đối với đồng đội và thuộc cấp bị thương tật khốn khổ còn ở quê nhà. Chúng làm lơ một đồng cũng không giúp, chỉ kiếm cớ nói lanh quanh. Trời không phụ lòng người, anh Hòa chết đi sống lại nhiều lần, cuối cùng anh vẫn gắng gượng vùng lên để sống, sống để nhìn thấy ngày tàn có bọn đã hành hạ anh. Đến khi tôi, tức là anh Khánh, được trở về sau 9 năm tù đày, thì anh Hòa và anh Nghiêm vẫn còn bị ở lại, khoảng 3 năm sau nữa mới hết kiếp lưu đày. Anh Khánh và tôi mong nhận được tin tức của Thiếu tá Hòa, Thiếu tá Nghiêm, hai anh nếu còn trên cõi đời này, nếu đang định cư ở Úc và nếu có đọc bài báo này xin liên lạc với chúng tôi qua báo Việt Luận. Xin vi tướng tử vi thần. Trung tướng Dương Văn Đức. Huynh trưởng Khánh đã kể tiếp câu chuyện ở trại cải tạo Hoàng Liên Sơn như sau. Cũng nằm chung với trại chúng tôi, có nhiều tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa lắm. Có những vị tướng lúc nào cũng giữ tư cách tướng, anh em rất nể phục, nhưng cũng có những tướng lãnh rất nhàm chán. Tướng Đức là một trong ba tướng mồ côi, tức là không có thân nhân thăm viếng. Hai vị tướng kia là Lam Sơn Phan Đình Thứ và tướng Hồ Trung Hậu. Từ khi còn ở ngoài đời sau vụ đạo chánh tổng thống Diệm, sau vụ các tướng lãnh chỉnh lý lẫn nhau, tướng Đức đã được coi như là một tướng mát dây. Chính tôi đã mục kích một lần ông đứng ở góc đường Hồng Thập Tự và Thống Nhất ngay góc Dinh Độc Lập mà chửi bới tướng Thiệu. Tuy nhiên ông chửi bằng tiếng Pháp nên tôi không rõ ông chửi những gì. Trong một buổi sinh hoạt đặc biệt của trại tù để kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, một đại tá Việt Cộng tên là Cao Nham đã được Bộ Nội vụ của chúng chỉ định đến trại để nói chuyện với các trại viên về chiến thắng này. Từ sáng sớm anh em đã phải thức dậy lo quét dọn xếp ghế ngồi để chờ tên cán ngố này đến. Cũng như thường lệ, anh em chúng tôi, dù là ở trong trại tù vẫn giữ quân phong quân kỷ của riêng mình, nên các tướng lãnh được xếp ngồi trước rồi mới tới hàng tá, hàng úy. Tên Nham nói chuyện vung cán cuốc văng nước miếng tùm lum, đúng là nham nhở. Ba hoa về cái mà chúng gọi là chiến thắng Điện Biên Phủ, Nham vung tay hét. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến thắng thần thánh. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến thắng to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh nhào đế quốc Pháp. Trong khi hoa tay múa chân, y để ý thấy tướng Đức có cuốn sổ tay đã lúi húi ghi chép những lời nói của y. Y thấy vậy lại càng sung sướng nghĩ bụng. Tên này học tập tốt, nó phục tài ăn nói của mình nên mới ghi chép kỹ lưỡng như vậy. Chứ thường thì mấy thằng tù cải tạo đâu có thèm để ý gì tới những lời nói của mình. Vì thế thay vì nó nói có hai tiếng, tên này hăng tiết chó mà nói thêm cả tiếng đồng hồ nữa.
Khi nói xong, y theo thông lệ là tự vỗ tay khen thưởng một mình rồi trịnh trọng hỏi các anh em cải tạo. Các anh ngồi hàng đầu chắc là cấp bậc tướng phải không? Khi được xác nhận như vậy, hắn vừa nói vừa chỉ tay vào tướng Đức. Tôi thấy có anh gì đây này, học tập tốt lắm, ghi chép cẩn thận, có vậy mới mong được chống về với gia đình chứ. Anh tên là gì nhỉ? Tướng Đức vẫn ngồi trả lời lên. Tôi à, tên Đức. Tên Nhàm hăng hái. Anh đã ghi được những gì trong bài nói chuyện của tôi, anh có thể đọc lại cho tất cả hội trường cùng nghe được hay không? Ây, không được đâu, tôi chỉ ghi cho một mình tôi thôi, để tôi hiểu một mình tôi thôi, không ai được biết đâu. Nhâm nghĩ rằng tướng Đức còn khiêm nhường nên thúc giục. Anh cứ việc đọc cho mọi người cùng nghe đi, nếu có thiếu sót gì thì tôi bổ túc thêm cho anh. Có gì đâu mà phải ngại ngùng, đảng và nhà nước biết các anh chưa thấu triệt được những cái ưu việt của xã hội chủ nghĩa nên không bắt lỗi gì đâu. Vì thế các anh mới phải học tập, chứ nếu các anh đã quán triệt rồi đâu cần gì nữa. Cứ đọc cho mọi người nghe đi, tôi đảm bảo không làm phiền gì anh đâu. Tướng Đức nhắc lại, tôi đã nói tôi viết thì chỉ có một mình tôi hiểu, một mình tôi đọc mà thôi. Tôi sợ đọc lên mỗi người lại một ý kiến phiền lắm. Thôi, cán bộ cho tôi miễn đi. Tên Nhâm đang ở lúc cao hứng đâu dễ gì buông tha. Thôi, nếu anh không muốn đọc cứ đưa đây cho tôi vậy, tôi sẽ xem qua và đọc lại cho mọi người nghe để cùng hiểu cho rõ. Tướng Đức nói lần cuối. Được, tôi đồng ý đưa cho cán bộ xem, nhưng tôi nói trước đây là ý kiến riêng của tôi đó nha. Người khác muốn đọc ráng mà hiểu, ráng mà chịu, đừng có đổ thừa tôi. Một tên quản giáo vội vàng chạy lại nhận cuốn sổ tay của tướng Đức, khúm núm đưa lên cho tên Nham. Tên này hấn hở tiếp lấy sửa soạn đọc những lời vàng ngọc của y mà tướng Đức đã ghi. Mọi người hồi hộp chờ đợi, không biết tướng Đức đã ghi những gì ở trong đó. Tên Nham vừa mới hả miệng ra định đọc, mặt mày y đột nhiên tái xám lại. Miệng y mở ra mà không đóng lại được nữa, cứ há hốc ra khoe những cái răng đen thui bám đầy khói thuốc lào. Tay y trung lên, nước miếng từ trong miệng chảy ra nhiễu nhão. Mặt y đanh lại, cặp mắt quắc lên căm hờn. Y thở không ra hơi, nói không ra tiếng. Cả hội trường nín thở theo y. Một lúc sau, tên Nham mới bật ra được vài tiếng lắp bắp. Bắt lấy tên phản động này, bắt ngay lập tức, đánh cho nó chết rồi đem chôn. Nó dám hỗn láo với cách mạng, nó dám chửi đảng Cộng sản, bắt các đồng chí đâu, bắt nó ngay lập tức cho tôi. Những tên vệ binh đứng gác chung quanh vội vàng chạy lại chỗ tướng Đức, chỉ súng vào ông lên đạn chớp chớp, làm như chúng bắn ông ngay lập tức. Tướng Đức vẫn ngồi yên bình tĩnh trả lời tên Nham. Đánh chết rồi đem ra ăn thịt thì mới đáng nói, chứ đánh chết rồi đem chôn thì có gì là lạ đâu. Tôi đã nói trước cho cán bộ rồi, tôi giết thì chỉ mình tôi đọc thôi. Ai muốn đọc thì nấy ráng chịu. Cán bộ cứ muốn đọc thì tôi đưa, sao cán bộ còn bắt lỗi tôi làm chi? Tên Nham lại một lần nữa phùng mang trận mắt lắp bắp nói chẳng nên lời. Y ta cứ đứng đó mặt mày tím bầm lại, mắt trận trắng lên mà nhìn tướng Đức, như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta vậy. Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi với tư cách là trưởng phòng tù cải tạo đã vội vã đứng lên xin cho tướng Đức. À, xin cán bộ bỏ qua cho, không nên chấp nhận những ghi chú của anh Đức làm gì. Anh bị mát ấy mà, trong trại ai cũng biết cả. Tên Nhâm gằn giọng hỏi lại. Mát là cái gì? Mát tức là điên, là khùng đó mà. Hồi xưa anh Đức đã chửi cả Tổng thống Thiệu, Phó Tổng thống Kỳ nữa đó. Ông Thiệu cũng đã giận dữ đòi bỏ tù anh Đức. Nhưng khi biết anh ta bị khùng nên xin tha, xin cán bộ cứ hỏi tất cả anh em ở đây thì biết. Thế là cả trại nhao nhao lên ai cũng nói. Hey, anh Đức mát đấy mà, cán bộ chấp chi? Tên Nham thấy cả trại đồng lên tiếng cho rằng tướng Đức khùng, không lẽ y còn chấp nhất làm chi? Một người khùng dù có chửi đảng Cộng sản cũng không có gì đáng nói. Nếu cho tướng Đức là tỉnh, lời ông ta chửi sẽ bay đi khắp các trại tù khác còn nguy hiểm gấp mấy lần. Suy tính một hồi hắn dịu giọng. Thôi, nếu các anh nói anh Đức này khùng điên thì tôi cũng chẳng chấp nhất gì anh ấy. Các anh đem anh ta về trại trị bệnh cho anh ta chống khỏi để mà học tập cho tốt. Rồi y chậm rãi xé nhỏ cuốn sổ tay của tướng Đức đi. Thế là buổi kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ của bọn Việt Cộng bế mạc không kèn không trống.
Mấy ngày hôm sau, nhân một dịp đi làm lao động vào lúc nghỉ trưa, anh em đã tụ họp chung quanh tướng Đức để hỏi là ông đã viết cái gì trong cuốn sổ tay mà làm cho tên Việt Cộng tức giận tột cùng như vậy. Tướng Đức chậm rãi trả lời: mấy em có nhớ cái thằng Việt Cộng đó nói gì không? Nó nói chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến thắng thần thánh, qua móc sổ ra ghi con kiệt, rồi đóng sổ lại. Tới khi nó nói tiếp chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến thắng vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua lại móc sổ ra ghi con kiệt, rồi lại xếp sổ lại. Rồi nó lại nói chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh nhào đế quốc Pháp, qua lại móc sổ ra ghi con kiệt, rồi lại đóng sổ lại. Nó muốn đọc qua đã nói trước rồi, không nên đọc qua, chỉ viết cho qua đọc mà thôi. Nhưng nó cứ muốn đọc thì ráng mà chịu ha, bắt lỗi qua đâu có được. Tất cả anh em có mặt lúc đó đều cười nghiêng ngửa vì những ghi chú mà tướng Đức đã ghi trong sổ tay của ông. Hèn chi khi tên Nham há miệng ra định đọc những dòng chữ này thì bị mắc quai. Hắn ta đã tức tối xám mặt xám mày mà lại không biết làm gì. Cả bọn đã cười như chưa bao giờ được cười, không cần biết lúc đó đang đứng ở đâu và có ai trình mò gì hay không. Ai cũng muốn nói ra, viết ra câu trả lời giống như tướng Đức đã trả lời, nhưng đã không dám nói, không dám làm. Chỉ có tướng Đức mới dám nói, dám viết. Một người trong bọn lại hỏi thêm: trung tướng không sợ nó trả thù, nó giết trung tướng hay sao? Tướng Đức đã khẳng khái trả lời: không có vẻ gì mát chút nào hết. Sinh di tướng, tử di thần. Khi còn sống thì qua làm tướng, có chết thì qua cũng thành thần, sợ chi cái tuổi quỷ. Hồi còn cầm quân đánh Việt Cộng, qua cứ đem quân đi gom tụi nó lại một chỗ rồi kêu pháo binh bắn tụi nó tan nát ra. Trận nào không gom được tụi nó qua, kéo lính về nghỉ khỏe, chẳng chết người nào hết. Chỉ tiếc rằng hồi đó qua gom tụi nó hỏng hết, để nay mới bị như vậy. Hào hùng thay lời nói của tướng Dương Văn Đức. Trong chốn tù tội có những ai dám viết ra những dòng chữ ngạo mạn chữa bọn Việt Cộng như tướng Đức đã làm. Tính mạng đang ở trong tay bọn Việt Cộng khát máu. Đã có bao nhiêu người đã ngang nhiên trả lời bọn Việt Cộng như tướng Đức đã trả lời bọn chúng. Tôi nghe xong câu chuyện cho rằng tướng Đức xứng đáng được duyệt xét và chấp nhận là đã phục vụ Tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa. Tiếc rằng tướng Đức đã không có dịp qua định cư tại Úc. Bọn Việt Cộng không dám giết tướng Đức ở trại tù cải tạo, chúng đã thả ông ra và tìm cách giết ông một cách lén lút, rất là hèn hạ. Chúng đã cho người đi rình mò và đánh chết ông, dìm xác ông ở dưới cầu Hàng Xanh. Nguyễn khắp nơi.